Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Thời sự buổi chiều của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng trăm lượt phụ nữ đang ở độ tuổi sinh sản hoặc đang chuẩn bị làm mẹ đã được trang bị kiến thức về sức khỏe sinh sản. Đây là chương trình do Bệnh viện Hoàng Mỹ tổ chức với sự trình bày của các bác sĩ khoa sản bệnh viện. Lớp học nhằm chia sẻ những lợi ích của việc nuôi con bằng sữa mẹ, cải thiện vóc dáng sau sinh cũng như hướng dẫn những việc cần thiết phải chuẩn bị khi đi sinh. Nơi đây còn giới thiệu đến các bà mẹ như chương trình dịch vụ hỗ trợ sinh sản. Với sự đầu tư nghiêm túc về cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng như trình độ chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ, hoạt động của đơn vị đã góp phần giảm tải hệ thống bệnh viện sản nhi và nâng cao kiến thức về sức khỏe sinh sản cho cộng đồng.